Các bác vừa xem em test một vòng lô 9 máy radio cassette cổ của Sony ngày hôm nay, gồm hai model Sony 1058 và Sony 1065S. Loại này thì đã rất quen thuộc trên kênh của em rồi. Dạo này thì các máy như Sony 715, 3 cây gậy thì đang rất là hiếm và lên giá. Nên trong tầm giá hơn 1 triệu thì dòng 1058, 1065 này là đáng mua nhất. Nó sử dụng được điện 220V tiện lợi, có đầy đủ các chức năng như là có cổng line-in nghe nhạc từ điện thoại, chơi bằng cassette và nghe radio rất là tốt. Và đời máy này sản xuất về sau nên đầu tư nó đang còn rất là mới nữa. Tất cả 9 máy trong lô hôm nay em tuyển lựa đều hoạt động tốt tất cả các chức năng. Các bác hoàn toàn yên tâm về sử dụng, nếu có lỗi thì em sẽ đổi mới máy khác. Ok, lô này thì gồm 5 máy 1065 và 4 máy 1058. Có 7 máy đẹp xuất sắc thì em bán giá là 1 triệu 100 nghìn đồng. Còn hai máy bên này hình thức có kém hơn một chút thì có giá là 1 triệu đồng. Hình thức các máy em tuyển đều đẹp cả, chênh lệch nhau cũng không đáng kể, chỉ vài vết xước nhỏ thôi nên giá nó cũng không khác nhiều. Các chức năng hoạt động thì cũng đều giống nhau. Dòng này thì các bác hay mua của em để về biếu các cụ ở nhà nghe radio thời sự. Nó rất dễ sử dụng hơn dòng nội địa và giá lại rẻ nữa. Giá đối với em của nó là 108, bắt được đầy đủ các đài Việt Nam. Như cái đài dưới đây thì em chưa cần gạt cái anten lên, sóng của nó rất là khỏe. Vì con tim mình mách bảo mà thôi. Từ bây giờ hả, ngoài hình nộm của người yêu con ra, con sẽ làm thêm một cái hình nộm của ngoại nữa, đặt ở trên đầu giường. Em, một cô gái mạnh mẽ, kiên cường và can bướng. Đây là em đang bắt ép em đài thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuộc sống bụng bề lo toan, đằng sau gương mặt rạng rỡ những tiếng cười. Cái quan trọng ấy là ta hướng tới trẻ có cái kỹ năng vận động tay chân đơn giản. Và thứ hai nữa là dùng trẻ có thể dùng những cái kiến thức rất ít ỏi của mình. Em test nhanh cho các bác vậy thôi, chứ còn chức năng thì các máy nó đều giống nhau, con trên này cũng vậy. Sao vậy em? Còn một năm nữa em mới ra trường, còn bao nhiêu mơ ước đang ở phía trước. Hôn nhân sẽ chắc chắn cho ước mơ của em và anh. Anh mới nhập đảo, chưa được rèn luyện, chưa được thử thách nhiều, nên chưa nói lên được điều gì hết. Mà có sự khéo léo tay chân mới có thể thực hiện được thành công các trò chơi, thì cái điều đó sẽ giúp cái kỹ năng chân tay của trẻ. Hai người trong lứa cô đơn, nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Giá không có giàu mong tới, thế nào tôi cũng qua giới thăm ngài. Tôi tin bao rất nhẹ nhàng, một con hương trắng thường sáng bên này. Thuở hồng cho còn buồn vu vơ.
người thơ qua trong mơ hút vân vương bàng hoàng người hương nửa vầng trăng vòng gạt đêm trường. Ok, em vừa giới thiệu nhanh lô 9 máy cassette giá rẻ mới về hôm nay của em. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì nhớ liên hệ với em theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Em sẽ nhận ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Bây giờ em xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.